Xin chào cả nhà. Xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, hiện tại bây giờ á, nhìn lên đồng hồ á, thì là gần 9 giờ rưỡi tối rồi mọi người. Thì Ngọc với ba sẽ đi ra sân bay. À, cách nhà Ngọc khoảng nửa tiếng đồng hồ lái xe để đón chú Bình qua. Hôm nay, tối hôm nay là chú Bình qua nè. Rồi tối ngày mai, ngày mốt nữa đó là tới chú Lũ qua. Thì mọi người biết rồi, tháng 11 là tháng sinh nhật của Chay. Hồi năm ngoái á, thì đồng đủ quá trời luôn. Năm nay thì chỉ có chú Bình với lại chú Lũ qua chơi thôi. Tại vì là có mời gia đình chú Tám, nhưng mà chú Tám chuẩn bị vài ngày nữa đi về Việt Nam. Rồi Chánh với lại vợ nó với lại con thì bây giờ chú Tám về là một mình nó phải lo hết công chuyện trong nhà nữa rồi đó ba. Nên là mình mời hai đứa em qua mà nó không có qua được. Đúng rồi, mọi người biết sao không? Tức là tới tháng 11 đây là sinh nhật của cháu ngoại của mình đó. Nên mình có mời tất cả anh em, chú Bình, Chính Phượng cũng như là cô Nhung, chú Lũ bên gia đình chú Tám, mình có mời hết anh em. Nhưng mà bà con có ở Mỹ thì mình mời hết chứ, bà con ở Mỹ là mình mời hết. Nhưng mà tại vì nó cũng vô cái nó cũng cả cái thời gian, tức là một người đi thì một người phải ở nhà để lo cái công việc nữa đó. Còn chú Tám thì hiện bây giờ chú 15 này là bắt đầu chú cũng về Việt Nam rồi. Hai vợ chồng của Chánh thì nó mới qua tới thì nó lo nó quán xuyến nhà cửa nhưng không dám bỏ nhà đi được. Nên bây giờ chú Bình là 10 giờ rưỡi là chú xuống sân bay. 10 giờ 10 xuống sân bay. Bây giờ là mình đi kịp rồi. Bây giờ hai cha con chuẩn bị ra sân bay để đón chú Bình, cũng lâu quá rồi, cũng mấy tháng trời rồi anh em mới đi đón và gặp lại đây. Rồi. Mong mọi người theo dõi cái video của hai cha con mình đi đón chú Bình em ruột của mình nha. Rồi còn mà cô Út với lại Benny á, thì Benny thì bây giờ nó đi học rồi nên là nó không có nghỉ được đúng nữa. Rồi. Mà nếu như mà cô Nhung đi luôn mà để Benny mình ở nhà thì cũng tội nghiệp quá. Nên là để cho chú Lũ đi thôi. Đó, đại diện vậy thôi. Nhưng mà có người thân tới thì cũng vui rồi. Nên là nguyên một cái tuần này là chú Bình ở qua mình cũng có tuần lễ á ba. Các tuần lễ là sẽ có khách tới, có người thân tới thăm. Thì mọi người hãy tiếp tục theo dõi những cái video clip tiếp theo của gia đình sẽ như thế nào ha. Còn bây giờ thì đi ra sân bay để đón chú Bình thôi. Đấy. Hai cha con mình. Mẹ thì mẹ đã ở nhà nấu một cái nồi súp rất là ngon. Đây con. Còn Chay thì không có đi được, tại vì Chay ngày mai phải đi học. Nên là bây giờ 9 giờ rưỡi rưỡi tối rồi là Chay phải ở nhà. Ba cho Chay ngủ nha. Chay đòi đi từ hồi nãy giờ luôn á, mà đâu có cho Chay đi được. Sáng mai tao đi học nên ở nhà phải. Thường thường là bây giờ đi học là 9 giờ rưỡi 10 giờ là phải đi ngủ rồi bà cô chú ơi. Chứ không có còn sớm luôn. Ủa trời, nó thương mẹ nó một cách vô cùng. Mẹ đi bà cô chú ơi. Mẹ về á. Đúng rồi, mẹ đi rước cho chú ông ngoại năm đâu, ngoại năm kia. Đi mẹ ơi, ông tới con đi ra được không? Ông tới con đi ra chào không được không? Ông tới con đi ra chào. Rồi, ok. Mẹ có con mẹ kêu vậy ha. Rồi, ok mẹ hứa. Ông thích ngồi với bồ á. Thích ngồi với bồ ngoại. Mẹ Ngọc á, thì vậy bây giờ tối rồi cả gia đình cũng ăn tối hết trơn. Nên là chỉ có mình nấu cho chú Năm một cái tô bún thiệt là ấm và ngon. Chứ còn mà bây giờ ăn đồ khô hay là ăn cái gì thì cũng trễ quá rồi. Đó, nước húp cho chuẩn bị cho chú Năm một tô bún nước húp cho khỏe rồi sáng mai ngày mai ngày mốt thì tính gì tính làm món gì làm hả mày ha. Đúng rồi. Rồi thôi bây giờ hai cha con đi nha. Rồi bây giờ hai cha con mình đi. Ok, trời ơi, bây giờ ở bên ngoài trời hả, nó mưa một cách vô cùng luôn. Nó chào đón chúng ta bằng một cơn mưa rất là lớn. Bây giờ phải đi ấy để mình trễ á. Mưa quá. Yeah, JD wants me to go bring Lucky, so I put this on because it will repel the water. Okay. Come on, track dog. Okay. Oh, you already got Lucky? Yeah. Oh, okay. Well, I didn't have to dress up then. Right? Mommy, the key is in the garage. Rồi, ok, đây nè, cho ông bà cô chú coi này đó mẹ ngoại nè. Đây, cho bà cô chú coi này nha. Chồng Ngọc á, anh sửa soạn lại cái gara, cái anh bỏ bộ bàn ghế đây. Tại vì á, chú Năm á, là thích ngồi ngoài gara. Tại vì qua đây á, là trời ấm rồi. Ở trong gara của Ngọc thì có một cái máy lạnh. Nên là hả, nếu như mà chú Năm mà có nếu mà trời bên đây có bão mà ngồi không làm sao không được ngoài hồ bơi á, thì có chỗ gara ngồi ngoài đây, máy lạnh. Rồi có bàn ghế rồi thì chia ngồi qua đây hết trơn. Ảnh với ba Ngọc là lên bàn lên đồ ra là để ngoài đây á, là để cho ba với chú Năm với chú Lũ rồi này kia anh em ngồi đây tâm sự với nhau á, sáng uống cà phê. Ghế này bắt đây nè. Này có đề hay không hay với ba sáng kiến gì cô uống bắt đây nè. Bắt hai cái ghế để sáng cho ba với mấy chú uống cà phê.
À không ba, để xe màu đen bên kia đây ba. À, ok. Rồi. Bye bye mọi người nha. Bye bye. Bye bye baby. Hẹn gặp lại đại gia đình mình ở sân bay. Hai vợ chồng cái lương lắm, đi sân bay thôi mà cái lương. I'm very romantic, right baby, like you said earlier. Oh, is the moon red? Tới sân bay là đúng là 10 giờ 11 phút là cái giờ mà ghi trong vé máy bay là chú Bình tới luôn các bạn. Vừa đứng luôn tới đây, trời ơi mưa quá trời mưa, mưa không thấy đường chạy xe luôn á mọi người. Ở sân bay của bên Mỹ thì mình chỉ đứng vậy thôi, còn chừng nào mà người ta kêu mình đi thì mình phải chạy một vòng lại nữa. Nhưng mà ở sân bay này thì nó dễ, mình đậu đây thì mình mở cái đèn nháy nháy lên vậy nè. Mở cái đèn nháy nháy lên thì mình cứ đứng đây thôi. Còn những cái sân bay như sân bay Chicago bên chú là mình đứng là nó đuổi nha. Đó bây giờ là con nghĩ là chú là chắc vừa chú hạ cánh rồi đó. Rồi phải chờ đứng ra đó lấy đồ rồi này kia nữa, là ra đây chắc cũng còn 15 phút nữa, là 20 phút nữa. Ngọc đứng đây tới nãy giờ là 10 giờ 30 rồi các bạn. Chú Bình chắc giờ cũng xuống rồi đó. Ba Ngọc thì đi thẳng vô trong đó để gặp chú Bình nè. Chưa biết xuống chưa nhưng mà vô chổng đón anh nôn quá, vô chổng đón em. Đây, chú ra rồi nè. Đi lâu không chú? 3 tiếng mò hả? Xe của ai hả? Xài xe mướn. Vậy hả? Rồi chú lên xe đi. Ok. Đây đem vali lên, đợi vali hơi lâu quá các bạn. Ba vô rồi, nãy giờ là ba vô rồi, đứng đợi lấy đồ với chú đó. Đúng rồi. Chứ nãy cũng lâu quá, lấy đồ cũng lâu, tối này mà ta ra quá trời luôn. Ở sân bay được có cái là ba cũng vô tới nơi luôn. Dạ. Tới nơi luôn, khỏe. Ở Việt Nam mình đâu có chuyện đó cơ. Dạ. Đâu cho vô. Ok, thôi bây giờ mình về nhà ha. Ok. Về nhà đi rồi nói chuyện. Ta trễ rồi, gần 11 giờ đêm rồi. Ừ. Wow, tới nhà rồi mọi người. Tới đây là đúng luôn, như là 12 giờ hả con? Hình như là đó con coi. Gần 12 giờ. 11 giờ 15. Ở đằng trước thì con để cái cổng cái đèn con. Có chứ, có mà nó lên chị bảy. Ủa mẹ, nãy giờ con gọi mẹ không được luôn mẹ. Nói này chú. Wow, coi như là tính ra là cũng một năm mấy rồi mới trở lại căn nhà xinh xắn này đây nè. Chú đi qua khỏe hả? Dạ khỏe chị. Cũng khỏe hả chú? Khỏe luôn. Rồi mai đi rửa mặt, đi rửa mặt cái tay cái nghỉ ngơi. Dạ. Nãy mẹ cũng canh canh hoài. Ủa mẹ, nãy giờ con gọi mẹ mà mẹ không bắt máy luôn á. Lần trước mình không để cái đèn cho nó sáng sáng cái đây con bật. Nó mới bị, nó mới vừa tắt đó. Chưa chưa kịp kêu thợ lại fix. Chúc mẹ thăm chừng điện thoại. Ủa giờ con. Chúc mẹ thăm chừng điện thoại, chúc mẹ thăm chừng điện thoại. Wow, đi rửa mặt rửa tay đi chú. À con đổ cái TV qua để đây nè hả? Con để TV qua để đây nè. À, cái dàn máy ok mà phải chạy giờ phải là 1 ca là phải nhờ chú chỉnh á. À để chú coi chú qua chú chỉnh được cho con. Làm được cái gì chú làm chứ. Cũng ngon lành cũng đầy đủ đây không? Dạ. Thì đó từ khi bữa chú qua thì cũng giống vậy, thì chứ thay đổi chút xíu khác đâu thôi chứ con. Quá đẹp luôn. Wow, chú chơi cái subwoofer này, cái này hay lắm nè. Ha. À. Rồi cho tôi mấy đêm này là chú ngủ bên phòng bên này nha. Phòng nào con? Đây chú ngủ wow. Đây. Wow. Đâu có thua gì khách sạn 5 sao đâu ta. Quá dữ luôn. Hả? Quá hạnh phúc rồi con. Đó, rồi cái nhà vệ sinh thì bên này phải re luôn. Hả? Thôi đi ra đi vô gì mất công. Đúng rồi, đi một góc trời cho chú luôn phải không? À, em re hết đó. Rồi cái ngày mai chú Lũ qua ngủ bên kia. Chú Lũ ngủ đây vậy chú phải không? Rồi. Ngủ bên kia. Xong luôn. Chú là chú thích cái là coi như là nhà con không có lên lầu xuống lầu. Khỏe. Mà ở dưới này không nên nó vui chú. Ngày xưa mà nghe mình nói ở nhà lầu á là nghe ui cái nhà nó giàu cái ở nhà lầu ta. Nên bây giờ thiệt sự bây giờ mình lớn tuổi lên rồi mình thầy là cái bãi dưới đất rồi. mà năm qua là bà phải kêu con dậy nha. Dạ rồi chị thấy cái không gian của nhà nó rộng, cái gia đình gặp nhau biết ở dưới vậy đó.
người ngồi phòng khách, người ngồi phòng bếp, ai làm gì làm mình quản lý với nhau ha. Còn nếu mà nhà lầu á, người ở lầu 2, người ở lầu 3, người ở lầu 1 không vui. Dạ, rồi tới giờ ăn mới kêu xuống gặp nhau. Quên nữa, nãy giờ chú quên chào cô chú anh chị. Ồ, chào hết đại gia đình của Bảo Ngọc nha. Chú Bình qua tới đây rồi nè. Có nhiều em cháu chú đọc comment á. Dạ. Nói là rất thích chú Bình qua gặp gia đình của bác Bốn với lại cháu Ngọc. Rồi bây giờ qua đây tuần lễ, qua đây relax cho nó ấm áp. Nha. Ở bển lạnh chưa chú? Ồ, bển lạnh rồi chị. Dạ hả? Dạ, bển quá lạnh. Chú ra đây con cho chú coi này. Sorry nha, nãy giờ cho con bật máy mà chú không để ý, lo chị Bảy không. Đi quên ra. Chào khán giả. Wow, bển gara. Đi quên làm sẵn cái gara cho chú luôn nè. Ví dụ như mà lỡ mà có mưa ở ngoài kia đó thì ra đây có này ngồi đây ừ, sáng dậy cái đồ ghế mà không bự bộ ghế chứ đó cái con này cắm sắm bộ ghế này được phải không? Dạ. Chính xác luôn. Quá ngon. Ở trong đây có máy lạnh luôn nên là mát mát rưỡi. Ừ, wow, chơi với dầm đèn nè. Có lý không? Ừ, đèn có lý à? Mua gì đâu cái khớt ra ta đâu. Quá dữ luôn ha. Bấm nhảy sáng sủa rồi đó, cái này cái bia cái gì đó làm là cái nền nè. Làm cái này đẹp á, có lý à. Rồi tiếp tục người ta làm thêm gì nữa không hay là không chỉ vậy thôi đó, còn cái này là con theo con còn muốn sửa lại gì nhiều dữ lắm cái ra này. Vậy cũng được rồi đó, nhìn thấy là cũng thoáng sạch sẽ rồi đó. Nhưng mà giờ là cũng được rồi, cũng sạch sẽ rồi. Sau này là con dẹp luôn cái vàng này nè. Ừ, dẹp luôn cái vàng này. Rồi nếu mà muốn á là con bổ cái vàng lại qua bên đây, nhưng mà cái vàng mới. Đúng rồi. Đó, mới hết luôn. Mà để từ từ. Có cái không gian bên này nó rộng hơn. Dạ. Có thể con để một vài cái tủ nhỏ chỗ này để mà để giấy lau miệng đồ chén. Đúng rồi. Không, mà mốt mình về qua đây, mốt về hết qua đây. À. Còn bên này á là con sẽ đập hết luôn cái này, tại vì mà mốt xe đậu vô là phải đậu suốt tới đây luôn. Đúng rồi. Mốt cái xe dài. À. Phải cho nó sát cái không gian mà cái chiều dài cũng giữ. Dạ, chiều dài giữ. Để chú vô chú rửa mặt ha. Ok chú. Hai mẹ nấu một nồi cái này giống như trang như là bún bún mọc, bún sườn, bún mọc với dạ thành thập cẩm luôn. À mấy cái càng cu hoàng đế của mình đó nè. Cu hoàng đế của nó mình còn chừa lại á. Đó mẹ làm cho ba chút xíu để ba chú năm còn thấy còn đói bụng mới chơi giờ. Hai anh em. Giờ 11 giờ rưỡi 12 giờ. Hai anh em ăn cho nó vui. Ăn đi không học ăn với vớt vô tô này là hả? Ốm lắm bạn nha. Vớt kêu tôi này là ốm nhôm nhách luôn á. Vớt kêu tôi này ốm thêm nửa ký. À giờ mình sẽ cho vô miếng hành. Hành với rau găm với ngò. Rau ngò. Đơn giản ngày tối với khuya khuya 12 giờ. Ăn miếng nghe có nước nước á cho nó ấm bụng. Sao thấy ở ngoài chơi chơi nè ông bà cô chú. Vớt vô miếng tiêu. Cho con tôm nhỏ ngoài đó, ăn cho nó ấm bụng rồi tối ngủ ngon. Đây nó ngủ rồi. Ngủ rồi. Nãy là con đi là ngủ luôn ha. Thì nó đi còn chờ, nó cho con thích để con chờ ngoài năm, tới ngoài kia cho. Con muốn ăn qua. Thôi con ăn bậy bậy chút gì con nhé. Rồi, các bạn ngồi trên nè. Rồi, ok. Bố ngồi chung. Mẹ lại ngồi chưa không? Thôi chú ăn đi chú. Rồi. Xin mời mọi người nha. Xin mời đại gia đình nha. Rồi, xin mời cả nhà. Qua tới nơi trời làm cho cái tô đã không? Ừ. Chú ăn miếng cho nóng nóng nha. Dạ, nó nhiều. Nó nhiều quả nha. Trời, quốc tử cũng không có rau. Ủa, nãy giờ. Nãy giờ luôn. Rồi, rồi có miếng lá mẹ với xà lách. Rồi, bên kia thì có sà tế cô Năm, bên này có sà tế cô Bảy phải không? Rồi. Ủa sà tế nữa Việt Nam chị cầm quá. Vậy đó hả? Mình chiều trước khi đi đón mình có ăn rồi. Có hả? Cơm rồi. Cơm ngon. Nên là máy bay ngồi có 3 tiếng đồng hồ cũng nhanh bay cái vụ. Máy bay bây giờ nó được có cái 4 sao nó có wifi. Nó có internet rồi đó. Đúng rồi. Cho nên là mình mua cái gói internet cho mình ngồi cái lướt đọc comment rồi xem video rồi đọc tin tức rồi vậy đó. Cũng nhanh tới. Thời gian nó qua mau phải không? Máy bay nào mà có wifi cái là thời gian khỏe. Không có cái ngồi im nó chán. Mà có cái tập con này con lại lên máy bay con không có thích coi phim. Chú cũng vậy. Con có nhiều cái nét giống chú vậy ta. Hai chú cháu luôn giống nhau nhiều cái. Chú cháu hai liền nữa. Con của ông này cái tấm nó giống lại là giống chú. Rất sần kỳ. Muốn thích coi phim mà ảnh gì hết trơn á.
Bởi vậy đối với mình cái chuyến bay đi về từ Mỹ về Việt Nam đã Đà Nẵng luôn. Đà Nẵng. Mình không có hứng thú để coi cái gì trên cái máy hết trơn. Mà bây giờ con biết sao không, là nó có cái cũng có internet. Bây giờ các khả năng có internet mà hơi yếu một chút. Nó hơi bị yếu quá, quá yếu một con cũng lướt được. Con có xài không? Quá yếu quá nên con cũng chán. Hồi đó mình nhớ mình lên máy bay có bán cho mình cái thẻ để mình chơi wifi á, sao giờ không có hả? Anh bữa giờ Việt Nam về qua sao? Có ở nhà là chơi với lại cháu ngoại rồi về thôi. Cũng vậy thôi, làm vậy đó. Anh mới làm cái gì đâu. Thôi bây giờ cũng khỏe rồi. Công việc cái con cái trong nhà là có làm gì thì mình phụ mình làm vậy thôi. Chú thì chú cháu mình nói chuyện mỗi ngày. Bây giờ qua đây thì chủ yếu gặp mặt. Mặt thôi. Vậy đó. Hai chú cháu thường thường mỗi ngày, có thể nhiều lúc một ngày 2-3 lần nữa. Con ví dụ như gọi rảnh thì gọi chú, có chú bận cái tối chú gọi lại. Cho miếng nước mắm vô nè. Được rồi, có rồi. Wow, cái cua, cái tôm hùm này, cái đùi to dưới hả? Dưới không? Cái này cua hoàng đế phải không chị? Đế chú. Wow. Mới đầu tính nấu bún sườn. Cái rồi nhớ lại bữa hổm Ngọc mua thùng cua cái còn chừa lại á. Cái nói thôi để vô cho chú cháu ăn luôn. Rồi thành thật tẩm luôn. Cái thùng cua này quá trời luôn. Ăn vậy ngon. Mà cua hoàng đế bây giờ nó mắc lắm anh Bảo Nghe, chứ nó không còn rẻ như ngày xưa nữa. Ngày xưa nhớ chú cháu mua thùng có 200-300 gì được không con hả? Rồi 200 mà 199 rồi, nguyên thùng to đùng. Bây giờ là một thùng cua hoàng đế chú cháu 400 lại là 400 mấy đó. Tùy của thời điểm nữa. 380 đô. Lên giá ghê. Rất đau luôn. Mà vậy nha, có bữa chị kia con ăn cua hoàng đế, chị nói là chỉ ở chỗ bầu cái chị chỉ cần có hai cái càng thôi mà đã 60-80 đô. Đúng rồi, chị nói làm sao mà bên Mỹ cà cua hoàng đế rẻ dữ, mà do cái này là cua ở Alaska. Không, con ở trong Costco lâu lâu con cũng gặp hai cái càng không cũng bán 60-70 đồng đó, chứ không phải là cái thùng luôn đâu, trong Costco đó. Mà cái đùi nó to lắm, nó dài, cũng cầm tay cũng dai vậy nè, nó bán hai cái là càng đó là 60-70 đồng. Qua cái mùa dịch cái gì cũng mắc hết trời. Chú á là năm ngoái là chú nhớ là sinh nhật cây là chú bệnh đâu. Đúng rồi. Mới là cách đây đi qua không được ha. Lẹ. Anh bốn hôm hoài qua không được ha. Năm rồi đã tan. Mới đây mình lẹ không. Cancel với giây phút cuối cùng luôn á chú. Đúng rồi. 3 tiếng đồng hồ trước khi chú lên máy bay là cancel á. Chú không đi nổi không biết không? Chắc là chú đâu có ăn uống gì được ta. Mới mổ không có ăn được. Chú bữa giờ là tiêm là bác sĩ con nghe nói là cho thuốc uống là khỏe mạnh lắm. Chú uống đều đặn cơ, uống đều đặn. Bác sĩ tiêm cứ hỏi thăm con hoài gì. Hồi đó lúc mà đi qua Chicago mà chở chú đi tái khám á, là Ngọc đi với chú vô là bác sĩ tiêm là nói chuyện rồi với Ngọc, cái là chú cứ tưởng là bác sĩ tiêm là Ngọc là con gái không à. Con gái, nên là cứ nói ra thì mới biết là cháu. Rồi mỗi lần chú đi vô khám gặp lại ổng là cứ hỏi cháu mày sao rồi. Đúng rồi. Bác sĩ dễ thương ha. Dễ thương lắm. Cái hỏi thăm. Mà nói chung có được con cái gì bạn biết không? Ngọc với cũng có một cái duyên như thế này nè. Ví dụ đi qua với em nè, bất cứ đi chỗ nào. Ví dụ bây giờ đi đến chỗ bưu điện đi. Hai chú cháu thường thường đi đến bưu điện để đi gửi hàng rồi vậy đó. Hai chú cháu đi chung lắm. Tới lần thứ nhất, lần thứ hai là sau khi mà cháu Ngọc đi về bên Michigan ngược lại rồi là bắt đầu mấy cô đó hỏi biết. Cháu gái mày sao? Cháu gái đâu rồi? Cháu gái làm gì cháu gái? Nó có một cái duyên với người ta cảm thấy người ta mến mình á, family á, thân thiện á, nó dễ sống. Đại khái là con có một cái tấm gần gũi, nếu như các bạn như cô chú anh chị ở trong kênh video thì thấy cháu Ngọc thì hay nói lăn rồi vậy, là ăn uống là phong cách như vậy đó. Chứ còn nếu cô chú anh chị như các bạn gặp cháu ở ngoài đời á thì nó gần gũi lắm, rất là thân thiện. Người Mỹ người ta gọi là friendly, gặp là coi như tay bắt mặt mừng chào hỏi, dù có mình mới quen hay là lần đầu tiên gặp nhau vậy đó, mình tỏ vẻ là cái thân gần gũi liền đó.
chiều đi cái đi xuống đi cái mo ở dưới chỗ này nè, gặp mấy chị với mấy cháu người Việt Nam, nói chung vi rồi cũng ba tay bắt mặt mừng, cũng mừng lắm. Vui vẻ đó, mình đi đâu mà gặp người Việt của mình phải nói là nó quý vô cùng luôn. Mình nghĩ trong một cái mo nó rộng như vậy á, mình nghĩ mình không gặp được người Việt mình đâu. Tự nhiên cái hai cô em, tự nhiên cái hai cô chạy tới, nó trời ơi, thấy chú em quá, rồi thấy cô rồi mừng quá trời luôn. Đó cũng là một cái hay lắm. Ba thì chú Bình cho tối nay tâm sự nguyên đêm mà ha. Các bạn biết hai anh em thân nhau lắm, vì sao hai anh em á là khi bạn sinh ra anh vốn rồi tới mình là kim liền kề đó, cho nên từ nhỏ mà lúc mà hai em đi chập chững như vậy phải không, cho tới bây giờ những cái gì anh em ký ức kỷ niệm nhau nhiều lắm, và nó nhiều với nhau lên mãi cho tới lúc mà trưởng thành luôn đó. Ký ức là nhiều hơn mấy chú kia luôn á, nhiều hơn đó. Nhiều nhất ba với kia con với chú là hai anh em là ký ức nhiều nhất. Hai anh em kế thường thân lắm, thân nhau tại vì bắt ba bắt hai con là một cặp. Đúng rồi. À, rồi chú với lại ba con một cặp, rồi bắt đầu cái chú Nghĩa với lại cô Sáu vậy đó, nằm đi từng cặp từng cặp đi, chú Tám đó, Tám con tội đó, cô Sáu là khoe vậy đó. Rồi bắt đầu cái chú Chiến là chú Thắng, đúng rồi, đó vậy đó, cặp cặp đúng rồi vậy đó. À, còn chú Trung con thì mất rồi, bị lẻ loi. Dạ. Rồi cô Út là coi như là bao quản hết. Bao quản hết là bao quản tình thương của anh em đó. Bao quản tình thương, coi như là mình đặt là cô Út hòa giải đó. Trong nhà thì lúc đầu phải có sầu sáo các bạn, hầu như gia đình nào cũng vậy phải không? Nhưng mà cũng có một người trong gia đình hòa giải, coi như là cô Út hòa giải. Lo những người anh này, lo những người anh này, anh kia. Thấy ai mà còn giận nhau thì cô phải cố gắng dùng những cái chiêu gì để cho anh em gần gũi lại, xóa đi những cái giận hơn. Cái đó như vậy đó. Nhưng mà mấy bữa mà con dẫn ba con đi khám bệnh rồi này kia đó, là gọi liên tục đó cho họ có kết quả chưa, đừng lo lắng rồi nha. Cô Út là rất thích người em ở nhà đâu mà có được cô Út nữa giấy là. Mà tiếc quá, có chuyến này không qua được. Ừ. Dạ. Đó mọi người ơi, thì Ngọc nghĩ là chắc cái video clip này cũng ngắn gọn tới đây đó, chú Bình về, tại vì bây giờ cũng khuya rồi. Dạ. À, ngày mai chú Bình sẽ tiếp tục ở nhà Ngọc rồi sinh hoạt rồi, có gì thì mọi người lên kênh coi qua coi lại, coi video coi kênh chú Bình rồi chạy qua kênh Ngọc xem video để coi chú cháu Bình Huỳnh. Cảm ơn mọi người, dạ, rất là nhiều đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào những video clip tiếp theo nha. Chào tạm biệt mọi người ở đây. Bye bye. Xin chào tạm biệt cả nhà.